0305, số 03 và số 05. Đây, đây tất cả cúp này và cái này. Nhờ một bạn nó khênh. Chưa đến lúc chụp. À không, giờ bây giờ chụp cho Cường kiểu không được nè. Số nó có cái phông đằng sau. Thanh Hải. Năm chục trước bán năm chục. Tam dân. Số 06 chủ nuôi Lê Anh Phương. Xin mời vào ring. Phương này. Bỏ hết. Còn ba con nhỉ? Mèo. Cái này hạng thi baby đực của chúng ta sẽ có 3 chú chó trên sân hình này bây giờ. Sao đứng xa thế, chụp thế, đứng xa thế. Chết đi cái số 02, 09, số 10, 11 chuẩn bị. Chuẩn bị thôi ạ, sau khi được. Số 09 chủ nuôi Nguyễn Thị Hoàng, số 10 chủ nuôi Nguyễn Văn Thiện, số 11 chủ nuôi Nguyễn Thành Trung. Di chuyển.
Chậm thôi nhá. Chậm nhá. Vì thế cho nên mới không được. Số 07 sẽ đã giành chiến thắng và giám khảo đánh giá con chó này rất là triển vọng, very promising ạ. Chó số 2 được đánh giá là promising. Con anh Cường dắt là được hay cái? Con đại dắt cái à? À ở đây là hạng đực nhỉ? Sau đây chúng tôi xin mời các chó cái số 02, 09, 10, 11. 02, 09, 10, 11. Trần yếu. Thế đến số đầu ạ, số 10 đến trước hộ em ạ. Số 02 vào đấy đâu ạ. Số 09 chủ nuôi Nguyễn Hữu Hoàng. Cái, baby cái. Mister này là cũng chấm đại Việt đôi lần đấy nhỉ. Mister giám khảo này. Mister giám khảo này chấm đại Việt đôi lần rồi đúng không? Đúng rồi chứ. Chưa. Chấm PKC đùa cái thằng này nó vừa mới đội cái mũ mình được tí tẹo nó đã ướt nhè hết mồ hôi mũ rồi. Ông sẽ check răng của con chú chó hiện tại đang chưa đinh trước số 02 ạ. Còn số 9 ạ, số 9 chủ nuôi Nghị Lưu Hoàng nữa ạ. Baby cái. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, không đây là show cuộc thi Tiger Show, ra chúng ta có thời gian. Giám khảo không nhất thiết phải đánh giá lần lượt từng con, và ông có thể đánh giá con nào có thể không có mặt trước và sau không ảnh hưởng gì. Số 09 à, lên trước. Móc lại dây chứ đại. Em phải đứng ra gần sát ra bên anh này, chụp nó mới bắt đúng mặt con chó. Trong sân đình chúng ta có 4 chú chó cái hạng baby từ 3 đến 6 tháng. Hạng phân tuổi theo quy định của SCI và VK 3 đến 6 tháng. Chó baby cái 3 đến 6 tháng.
Anh lôi chim, anh đang lôi chim mà. Trốn đi. Anh đang lôi chim à? Lôi nhẹ nhẹ thế nha, lôi mạnh quá là mất công cái đứt. À, đánh giá bên này, ở đúng rồi, đánh giá bên này mới là hợp lý này. Đúng hướng nắng. Này nó mới rực rỡ. Đây, giờ nắng lên nó mới dậy màu anh ạ. Thôi, thằng trốn đi. Thôi, trốn thằng thấp ảnh xuống. Thằng giám khảo đã đưa ra quyết định số 11. Số 11 là giành vị trí số 1 ạ. Xin chúc mừng. Em đưa cung này nhỉ. Số 10 giành vị trí thứ 2. Hoàng ơi. Anh vào đứng lại chơi Linh nhá. Hoàng ơi. Số 9 chú chó chúng ta sẽ chụp ảnh với giám khảo luôn ạ. Xin mời ạ. Để con chó nhanh lên, để con chó nhanh lên, cả giá con chó đẹp, để con chú. Baby khó lắm. Anh ơi, chị ơi, miễn cho em khoản đấy nhá. Anh đi, anh đi. Không là tôi bảo mọi người. Đứng kiểu đi đấy. Jenny hạng Poppy 15, 16, 17 được chúng ta chuẩn bị vào đây đi ạ. Ok. Rồi được rồi em. Tranh Best Baby In Show số 11 và số 07. Xin mời.
Ai ai ai. Số 07 được đứng trước, số 11 cái đứng sau ạ. Best baby in show. Best baby in show. Puppy được chủ nuôi Lê Lợi, chủ nuôi Nguyễn Văn Hưng và chủ nuôi Lê Quang Khải chuẩn bị. Số 07 đã giành Best Baby in Show. Cảm ơn anh Cường nhé. Xin lỗi, để đảm bảo thời lượng của các chú chó thì chúng ta sẽ chụp ảnh chiến mục sau nhé. Bởi vì là cái thời tiết nó có vẻ nó nắng, sợ các chú chó chúng ta sẽ đến buổi trưa là nó sẽ mệt. Chúng ta sẽ dồn cái